video tổng hợp 4 bàn thắng của điện thoại Malaysia vào lưới điện thoại Lào ở ACU năm nay. Hôm qua ngày 8 tháng 12, lượt trận thứ 2 của bảng bờ giải vô địch Đông Nam Á ACU 2021 đã diễn ra. Đây là lượt đấu đến phiên điện thoại Việt Nam được nghỉ, và thầy trò huấn luyện viên Ba Hang Seo có dịp chứng kiến hai đối thủ chính cạnh tranh tấm vé vào bán kết với chúng ta là điện thoại Malaysia và điện thoại Indonesia thi đấu. Ở trận đấu diễn ra vào chiều qua, trên sân Pisang Singapore, điện thoại Malaysia đã dễ dàng dùi dập điện thoại Lào 4-0 nhờ cú hat-trick của ngôi sao Safawi Rashid cùng một pha lập công của trung vệ Sarun Shah. Sau đó chỉ vài tiếng, cũng trên sân này, điện thoại Indonesia sau khi được nghỉ tại lượt trận đầu tiên của bảng bờ, vẫn xuất sắc thắng điện thoại Campuchia 4-2. Hiện tại, sau khi lượt trận thứ 2 của bảng bờ ACU 2021 khép lại, điện thoại Malaysia vẫn đang dẫn đầu khi đội bóng của huấn luyện viên Tan Chen Hoa hiện có 6 điểm và hiệu số bàn thắng thua là 6, sau 2 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ lót đường gồm điện thoại Campuchia ngày 3 tháng 1 và điện thoại Lào ngày 4 tháng 0. Điện thoại Indonesia hiện cũng có 3 điểm và cùng hiệu số 2 như điện thoại Việt Nam, nhưng đại diện xứ sở vạn đảo hiện đã vươn lên chiếm vị trí nhì bảng bờ, khi họ ghi được nhiều bàn thắng hơn nhà đương kim vô địch ACU 4 so với 2. Điện thoại Việt Nam hiện đã tụt một bậc và tạm thời đứng thứ 3 tại bảng này. Xếp áp chót và bét bảng bờ lần lượt đang là điện thoại Campuchia và điện thoại Lào khi hai đội bóng láng giềng này hiện vẫn chưa có điểm nào. Ở lượt trận thứ 3 sắp tới, điện thoại Lào sẽ đối đầu điện thoại Indonesia lúc 16:30 chiều 12 tháng 12. Sau đó 3 tiếng, điện thoại Việt Nam và điện thoại Malaysia sẽ quyết đấu với nhau, khi đội thắng trong màn so tài trực tiếp tái hiện chung kết ACU cách đây 3 năm gần như chắc chắn sẽ có vé vào bán kết giải năm nay. Ở bảng A ACU 2021 hiện tại, tình hình cũng khá tương tự bảng bờ. Đội chủ nhà Singapore đang dẫn đầu với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Điện thoại Thái Lan, kỷ lục gia đã 5 lần vô địch ACU trước đây là Tijoku, hiện đứng thứ 2 với 3 điểm nhưng mới đấu 1 trận. Điện thoại Giang Ma cũng có 3 điểm như bầy do chiến nhưng tạm xếp thứ 3 do kém hơn về hiệu số bàn thắng thua và đội bóng của huấn luyện viên Antoneri hiện đã đá 2 trận. Đứng thứ 4 và thứ 5 bảng A hiện lần lượt là điện thoại Philippines và điện thoại Timor-Leste khi họ đều chưa có điểm nào. Video 6 bàn thắng trong trận cầu sôi nổi giữa điện thoại Indonesia và điện thoại Campuchia ở ACU 2021.